Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng nằm trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho xe ô tô chở miễn phí hàng chục bệnh nhân tại các xã thuộc diện nghèo, vùng núi, hải đảo đến đây để khám chữa bệnh. Đối tượng được đưa đến đây khám chủ yếu là có thẻ bảo hiểm y tế, được thanh toán 100%. Trước đó, cơ sở này còn tuyên truyền, bắc loa đài vận động người dân đến khám. Họ đưa đi giờ lúc gì mình khám xong đâu vào đấy gì, đinh chừng chiều họ lại đưa mình về. Nghe họ đi khám rồi thì cũng nghe họ nói là biểu nên bệnh viện Hầm Rồng đi khám, thứ nhất nữa là sạch sẽ, thứ hai nữa bệnh viện quan tâm. Thì chúng em nghe thấy rồi chúng em đi khám. Đây cũng là chiêu trò mà Bệnh viện Mắt Bình Tâm sử dụng để đưa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế khám và chữa trị tại đây. Trước đây, cơ sở này còn tổ chức khám chữa bệnh từ thiện, tư vấn người dân đến khám, chữa bệnh, thậm chí cả phẫu thuật mộng mắt, phẫu thuật phaco. Phát hiện thấy mình bị mộng mắt, bị màng mắt thì là bệnh viện bảo là có nhu cầu đi khám, đi mổ thì bệnh viện đưa xe chở đi. Đi hôm đó đi cũng đi 17 người đó. Như vậy, với mỗi ca phẫu thuật mắt như phaco chưa bao gồm thủy tinh thể có giá 2.615.000 đồng. Phẫu thuật mộng có ghép giác mạc tự nhân giá 804.000. Những cơ sở này đã trục lợi được 100% chi phí khám chữa bệnh và phẫu thuật này từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Đây chỉ là một trong nhiều hình thức để moi quỹ bảo hiểm y tế tại đây. Một trong những cái biểu hiện mà làm cho nguyên nhân mà gia tăng chi phí đó là cái tình trạng là có cái biểu hiện của cái việc chủ động đi thu gom người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân. Thì theo phản ánh của dư luận và cũng có những bằng chứng trong quá trình mà kiểm tra giám sát cùng với sở y tế, chúng tôi thấy là một số bệnh viện tư nhân có tổ chức xe xuống tận cái khu vực thôn, xã để thu gom người có thẻ bảo hiểm y tế và đưa về bệnh viện để khám bệnh. Lạm dụng các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm cũng là một trong những hình thức trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2016, chi phí cho một đợt khám chữa bệnh ngoại trú tại đây lên tới 331.000 đồng một lượt. Trong khi đó, bình quân chung trên cả nước là 199.000 đồng một lượt. Với cái tình trạng như vậy, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tôi đã thẩm định và từ chối ra khỏi chi phí, những cái chi phí bất hợp lý này với số tiền trên 30 tỷ đồng. Thứ hai là các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là khu vực tuyến huyện, thì có tình trạng là thu dung nhiều những cái bệnh nhân mà cái tình trạng chưa đến mức độ nằm điều trị nội trú và điều trị nội trú để làm gia tăng cái chi phí khám chữa bệnh nội trú. Để ngăn chặn tình trạng trên, từ đầu tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp như kiểm tra đột xuất bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh và đã phát hiện hơn 2.000 lượt bệnh nhân không có mặt tại buồng bệnh trong thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, nếu không có sự phối hợp từ các cơ sở y tế thì tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra.